Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTC6 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và tôi là Thu Trang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, để sở hữu một làn da mịn màng, trẻ đẹp tự nhiên thì lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm chất lượng phù hợp chính là một trong những bí quyết vàng của rất nhiều người. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng buôn bán mỹ phẩm giả kém chất lượng diễn biến hết sức phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi đã khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này? Tất cả sẽ có trong chương trình Chuyên gia cho mọi nhà, số phát sóng lần này với chủ đề Giữ mãi nét thanh xuân với bí quyết lựa chọn mỹ phẩm thông minh. Và để cùng bàn luận về chủ đề trên thì chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Duy Hưng, Nguyên Tổng Thư ký Hội Da liễu Việt Nam, Trưởng Bộ môn Da liễu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Xin được chào bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn MC Thu Trang, xin kính chào quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành của Bộ Mỹ phẩm chăm sóc da Habu Hachi hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Dạ vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, chúng ta đều biết rằng là khi các chị em phụ nữ đến tầm tuổi độ khoảng 25 là da đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề lão hóa rồi. Lúc này thì da của chúng ta sẽ bị chảy xệ này, thâm nám, tàn nhang. Vậy thì chuyên gia có một cái lời khuyên nào cho các chị em phụ nữ hay không ạ? Vâng, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Á Đông nói chung thì người ta rất quan tâm đến làn da. Chúng ta biết là sau lứa tuổi 25 thì những cái tác động của môi trường bên ngoài cũng như ảnh hưởng về những cái vấn đề trong cuộc sống thì da đã bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Đó là tăng sắc tố da, đó là những nếp nhăn hình chân chim. Chính vì những tác động môi trường như vậy cho nên chúng ta cần phải giữ cho sức khỏe chúng ta khỏe mạnh cả về thể chất và cả tinh thần. Vấn đề nữa là chúng ta phải biết cách chăm sóc da một cách phù hợp, ban ngày ban đêm dưỡng da như thế nào và có thể tẩy da chất một cách định kỳ. Hơn nữa, khi sử dụng những sản phẩm chăm sóc da thì cần phải sử dụng sản phẩm mà được phép của cơ quan y tế có thẩm quyền thì mới đảm bảo chất lượng. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà sử dụng mỹ phẩm phù hợp với làn da như bác sĩ vừa mới phân tích là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể giữ được một làn da thật là khỏe đẹp. Vậy thì với góc độ chuyên môn, bác sĩ có một cái lời khuyên nào về những cái tiêu chí chúng ta lựa chọn mỹ phẩm để chúng ta cần chú ý đến những thông tin nào của sản phẩm ạ? Vâng, chúng ta biết là làn da là cần được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Nếu chúng ta sử dụng không đúng những sản phẩm chăm sóc thì dần dần da sẽ bị tổn hại. Cho nên chúng tôi đã nhắc lại một lần nữa là những sản phẩm mà quý vị sử dụng thì cần phải có cái tem kiểm định chất lượng, có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền, và trong đó thì cần có những hướng dẫn rất cụ thể về cách sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào sử dụng sản phẩm đó, ban ngày ban đêm, hay những làn da khô sử dụng sản phẩm gì, da bị nhờn mỡ sử dụng gì, những da sạm nám sử dụng cái gì. Thì những sản phẩm mà có chất lượng và được cho phép thì chắc chắn là sẽ được hướng dẫn rất cụ thể cho từng đối tượng sử dụng. Và như vậy thì sẽ đảm bảo được mục đích sử dụng của chúng ta và đảm bảo nó rất có hiệu quả và an toàn cho chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích đến từ bác sĩ của chúng ta. Và thưa quý vị, với chủ đề làm đẹp và chăm sóc da thì luôn là chủ đề được tất cả các chị em phụ nữ quan tâm. Và vì vậy thì trong lúc mà chuyên gia của chúng tôi đang chia sẻ thì đã nhận ngay được những câu hỏi đến từ các quý vị khán giả. Và ngay bây giờ thì tôi xin phép sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối giúp chúng tôi đến vị khán giả đầu tiên ạ. Xin chào MC và chuyên gia, tôi là Ngọc Châu, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nghe chuyên gia chia sẻ việc bôi kem chống nắng hàng ngày có thể giúp bảo vệ và phục hồi da hiệu quả. Tôi cũng có thử qua một vài sản phẩm kem chống nắng nhưng khi bôi thì da dễ bị đổ dầu và lên mụn. Chuyên gia có thể cho tôi một vài lời khuyên để cải thiện tình trạng này được không ạ? Xin mời chuyên gia của chúng ta. Vâng, một câu hỏi rất là thú vị và cần thiết cho chị em khi sử dụng kem chống nắng. Chúng ta biết kem chống nắng thì là một cái thành phần không thể thiếu được để đảm bảo da chúng ta tránh được những tác động của tia từ ngoại, tia UV. Chúng ta biết có một sản phẩm kem chống nắng rất là tốt, an toàn, đó là sản phẩm kem chống nắng của Habu Hachi. Trong cái sản phẩm này thì có những thành phần rất là thú vị. Thứ nhất là có titan. Titan là một cái chất mà có tác dụng phản xạ và nó tán xạ ánh nắng, trong đó có tia UV, cho nên là tia UV không xuyên được vào da của chúng ta. Đấy. Loại thứ hai nữa là kẽm oxit, là một cái hoạt chất vừa có tác dụng chống nắng một cách toàn diện, kể cả UVA, UVB và tia ánh nắng nhìn thấy,
cho nên có đảm bảo da chúng ta rất là tốt, tránh được cái tia UV tác động lên da. Đã xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ của chúng ta. Và hy vọng là với những chia sẻ đến từ chuyên gia đã giúp cho chị Châu có thể tự tin hơn và có thể dùng thử sản phẩm của Habuhachi để có thể có được một làn da thật là tốt dưới ánh nắng mặt trời ạ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết nối với cả vị khán giả tiếp theo. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Chào MC, chào chuyên gia. Tôi là Thùy Linh, 32 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Bình thường thì tôi rất cẩn trọng trong việc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày. Trước đây thì tôi dùng một bộ để dưỡng ẩm và làm trắng da. Tuy nhiên thì dạo gần đây da của tôi bắt đầu xuất hiện một số vết nhăn xung quanh mắt, da cũng không được căng mịn như trước. Tôi muốn đổi sang một bộ mỹ phẩm chống lão hóa nhưng chưa biết nên chọn loại nào phù hợp. Chuyên gia có thể cho tôi một vài gợi ý được không ạ? Dạ vâng, xin được mời chuyên gia ạ. Trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng cái sản phẩm chống lão hóa tốt, chúng ta cần có hai loại sản phẩm, một sản phẩm sử dụng ban ngày, thứ hai sử dụng ban đêm. Sản phẩm sử dụng ban ngày của Habuachi là thành phẩm nó có nhiều thành phần, nhưng trong đó có hai thành phần chủ yếu, một là chống nắng, thứ hai là bảo vệ và chăm sóc da. Chống nắng như chúng tôi vừa phân tích là trong đó có sử dụng cái titan nano và kẽm oxit chống nắng rất là tốt, không rất ít gây dị ứng, bởi vì thành phần này là thành phần an toàn. Thứ hai nữa là sản phẩm chăm sóc, trong đó có hai loại, một là squalene là một cái dầu được chiết xuất tự nhiên, có tác dụng chống cái lão hóa rất là tốt, có tác dụng làm ẩm mềm da và chăm sóc da rất tốt, tránh lại những cái tác động của môi trường bên ngoài. Thứ hai nữa là cái tinh dầu của hoa trà Nhật Bản đã được sử dụng từ hàng ngàn năm với cái tác dụng vô cùng hiệu quả, thì chống lại những cái tác động của oxy hóa gốc tự do và là hạn chế được cái sản sinh melanin trên da, chúng ta sẽ trẻ hóa hơn. Đó là sản phẩm ban ngày. Sản phẩm ban đêm của Habuachi thì nó có những thành phẩm cũng rất là thú vị. Thứ nhất là có mật ong. Mật ong chúng ta biết là điều hòa cái vi khuẩn trí của da, làm cho da chúng ta vi khuẩn có lợi rất là phát triển, ức chế được những cái tác động của vi khuẩn có hại. Cái thành phần thứ hai nữa đó là collagen thủy phân. Thì collagen thủy phân giúp cho cắt đứt những cái axit amin, làm những thành phần rất là nhỏ cho nên rất dễ thẩm thấu vào da chúng ta. Do vậy thì hiệu quả nó tương đối nhanh và rất là tốt, cái tỷ lệ collagen hấp thu da nó rất là cao, bồi phụ lại lượng collagen đã mất đi, da chúng ta sẽ căng mịn, tươi nhuận và hạn chế được cái nếp nhăn hình chân chim cũng như nếp nhăn lớn xảy ra. Sau khi chúng ta đã chăm sóc da tốt, sử dụng cái sản phẩm Habuachi ban ngày ban đêm, thì còn một cái serum 3 trong 1, trong đó có HA là axit hyaluronic ở dạng nano, như vậy nó thấm thấu rất là da, rất sâu da chúng ta. Dạng nano này giúp cho cái giữ nước vô cùng hiệu quả, nó gấp 1.000 lần thông thường, cho nên da chúng ta sẽ được căng mịn, tươi nhuận và chúng ta thấy rằng da chúng ta trẻ hóa là rất là nhiều. Vâng, trong trường hợp mà chúng ta muốn làm da chúng ta trẻ hóa mạnh hơn nữa và sử dụng định kỳ, thì còn hai sản phẩm mà Habuachi đã có để giúp cho chị em chăm sóc da của mình. Thứ nhất là cái tẩy da chết môi, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm tẩy da chết môi. Khi bôi trên da thì thoa nhẹ cho những sản phẩm ngấm vào da, sau khoảng 30 giây đến 1 phút thì có thể gì rửa đi, và một tuần có thể làm một lần, nếu mà tối đa những trường hợp mà da khô quá, bong trong nhiều có thể làm 2 lần. Tẩy da chết da thì sau khi chúng ta chăm sóc da, tắm cho tránh những cái bụi bẩn, tẩy hết bụi bẩn đi, thì có thể bôi cái sản phẩm tẩy da chết của da, nhưng mà chúng ta cũng chỉ để trong khoảng 30 giây 1 phút tắm sạch, một tuần cũng chỉ nên làm một lần. Trong trường hợp da khô quá thì tối đa một tuần có thể 2 lần. Tất nhiên chúng ta vẫn sử dụng định kỳ những cái sản phẩm chăm sóc da ban ngày và đêm để đảm bảo hàng ngày chúng ta được chăm sóc da một cách tốt nhất. Vâng, sản phẩm Habuachi là sản phẩm được đạt tiêu chuẩn GMP, là tiêu chuẩn được quy định bởi Bộ Y tế, và chính sản phẩm này đã được kiểm nghiệm và được sự chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, cho nên chúng ta yên tâm sử dụng sản phẩm này, bởi vì nó thứ nhất đảm bảo chất lượng, thứ hai được kiểm nghiệm cũng như là được chứng nhận của cơ quan y tế, và đặc biệt là nó là sản phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên chúng ta sử dụng rất lành tính, an toàn, hiệu quả và có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Dạ vâng, xin được cảm ơn những phân tích đến từ bác sĩ của chúng ta.
Vâng, quý vị và chị Thúy Linh thân mến, Habu Hai Chi là thương hiệu mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên, sự an toàn tuyệt đối cho làn da và được sáng lập bởi CEO Bạch Thị Quỳnh Hương. Các sản phẩm chất lượng được nghiên cứu chuyên sâu và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP. Với mỗi dòng sản phẩm thì khi sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt và kiểm nghiệm sản phẩm trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Habu Hai Chi hướng tới sản phẩm an toàn, lành tính. Vì vậy, trước khi mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhà sáng lập và người thân đã trực tiếp trải nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là Habu Hai Chi không có website, không có Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm của Habu Hai Chi, quý vị có thể mua trực tiếp đến từ nhà sáng lập, không qua trung gian và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh việc mua phải hàng nhái, hàng giả. Và có những thắc mắc hoặc sử dụng sản phẩm sai cách hay có vấn đề gì thì sẽ được trực tiếp nhà sáng lập hoặc hội đồng nghiên cứu sản xuất hỗ trợ trực tiếp thông qua số hotline 0902 735 345. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay đã chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích để cho các chị em phụ nữ có thể bảo vệ làn da của mình. Và chúng tôi cũng cảm ơn bộ mỹ phẩm chăm sóc da Habu Hai Chi đã đồng hành cùng số phát sóng lần này của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số chuyên gia tiếp theo.